Thưa quý vị, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung, 66 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều tra, trước đó Trung đã có hành vi soạn thảo, lan truyền nhiều đơn tố cáo, tố giác sai sự thật, bịa đặt gửi tới nhiều cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương. Hành vi của Trung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn bình thường của các cơ quan tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân. Ngoài ra, bản thân đối tượng Trung còn chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Qua vụ việc này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo đến mọi người dân cần phải thận trọng, không được đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng internet cũng như các phương tiện truyền thông khác gây hoang mang cũng như phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức cho nhân viên mua bán dâm tại nhà hàng GNG trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh do người nước ngoài cầm đầu, tạm giữ 7 đối tượng có liên quan. Bước đầu xác định chỉ trong vòng 2 tháng, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Phạm Đình Ngọc, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi trinh sát, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng GNG. Qua kiểm tra, phát hiện quản lý của nhà hàng điều 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại chung cư cao cấp trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã chỉ đạo cấp dưới cho phép tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm cho người nước ngoài khi có yêu cầu với giá từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi lượt. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ tiếp khách là người nước ngoài, đồng thời cử lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra trước nhà hàng. Nếu phát hiện có người Việt Nam thì tiến hành đẩy đuổi và thường xuyên thay đổi địa điểm bán dâm. Với phương thức thủ đoạn trên, chỉ trong 2 tháng hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng. Với tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 đối tượng gồm Hoàng Anh Hào, Yu Sung Ho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Ji Hung, Kim Ji Hun, Kang Min Cheon, Nguyễn Kim Diễm còn gọi là Madam Yến về hành vi môi giới mại dâm. Cơ quan công an xác định nhà hàng GNG hoạt động từ ngày 22 tháng 5 đến nay với 30 phòng karaoke không phép, có 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 má mì, 2 nhân viên phục vụ và hơn 120 tiếp viên nữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, suy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Châu Nóc, sinh năm 1998, trú tại xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào trưa ngày 23 tháng 7, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự Kinh tế và Ma túy Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với Công an xã Văn Giáo tổ chức tuần tra trên tỉnh lộ 948. Khi đến khu vực tổ 6, ấp Măng Rò, xã Văn Giáo, phát hiện Trao Nóc điều khiển xe mô tô chở theo một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đuổi theo. Phát hiện lực lượng công an, nam thanh niên bỏ chạy, còn Nóc chạy xe vào quán bên đường nằm võng, rồi lấy bọc ni lông màu đen bỏ qua võng khác. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông màu đen có một khẩu súng quân dụng K-54 và 4 viên đạn quân dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên đã tạm giữ hình sự Nóc về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc, vật chứng và đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại km số 140+400 quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Tu, huyện thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, làm 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 8, tài xế Trần Doãn Tùng, sinh năm 1975, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Park, điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 47C-28603 lưu thông trên tuyến quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Park đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm trực diện xe máy biển kiểm soát 47F1-47648 của một gia đình 3 người gồm ông Vũ Văn Hợi, bà Quách Thị Loan và con trai là Vũ Tuấn Kiệt cùng trú tại xã Ea Đa, huyện Ea Ca, lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy và xe bán tải lao vào vệ đường hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện tài xế xe ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện và lực lượng công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với người này.
Còn tại tỉnh Thái Bình, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Phụ vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đức Tiến sinh năm 2006, Lê Hoàng Hải sinh năm 2007, Trần Văn Đông và Hoàng Thái Bình cùng sinh năm 2008 và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Trung Hưng sinh năm 2009 và Hoàng Hữu Đạt sinh năm 2008, tất cả đều trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cùng về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do quen biết nhau từ trước nên vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, Hưng, Tiến, Đạt, Hải, Đông và Bình rủ nhau sang Thái Bình chơi, chặn xe mô tô những nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, xe không lắp gương chiếu hậu để lấy biển kiểm soát xe đăng lên TikTok, mục đích để khiêu khích và khoe chiến tích trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc, đồng thời tiến hành rà soát xác minh các đối tượng, thu giữ xe mô tô Airblade biển kiểm soát 15P102783, xe mô tô Honda Wave Alpha biển kiểm soát 15AK05778 và một thanh kiếm có chiều dài 1m. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng trị giá tài sản mà nhóm trên đã thực hiện các vụ cướp là trên 200 triệu đồng và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Ngô Ngọc Quyền sinh năm 1978, khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1994 về hành vi nhận hối lộ. Cả hai bị can này cùng trú tại thành phố Rạch Giá và đều là cán bộ đo đạc của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Trước đó vào ngày 28 tháng 7, qua tin báo tố giác của người dân tại một quán trên đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang Quyền đang nhận hối lộ của một người dân số tiền 60 triệu đồng. Quyền là người tham gia xử lý vụ việc vi phạm về khai thác khoáng sản của gia đình người đưa hối lộ. Trong quá trình xử lý vụ việc, Quyền nhiều lần liên hệ đặt điều kiện với gia đình muốn giảm nhẹ khung hình phạt thì phải chi tiền cho Quyền. Tại cơ quan công an, Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi hối lộ của mình. Cùng tham gia điều chỉnh số liệu và nhận hối lộ với Quyền còn có Huy. Khi biết tin Quyền bị bắt vào ngày 30 tháng 7, Huy đã đến phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Kiên Giang đầu thú và hiện nay vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Quang Định trú tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu, thu giữ 7 bánh heroin, gần 1.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án tiến hành bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Tấn Tây Nguyên 33 tuổi và Trần Văn Quốc Bảo 28 tuổi đều trú tại tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quốc lộ 51, xã Long An, huyện Long Thành, thu giữ 5 bánh heroin, một xe ô tô. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên và Bảo, cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 1,4 gram và hai bộ dụng cụ dùng để sử dụng. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã bắt Định và 5 chân rết khác, thu giữ hai bánh heroin, gần 1.000 viên ma túy tổng hợp, hai khẩu súng và nhiều vật chứng có liên quan khác. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 nhân viên của một spa trên địa bàn để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, tổ công tác cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát kinh tế và công an phường Võ Thị Sáu kiểm tra hành chính cơ sở Gyeongbuk, phát hiện một khách hàng đang xảy ra tranh chấp với cơ sở, bị nhân viên của cơ sở này giữ người trái phép để đòi tiền. Lực lượng công an đã đưa tất cả về trụ sở làm rõ, đồng thời phát hiện, thu giữ nhiều căn cước công dân, chứng minh nhân dân cùng các tang vật có liên quan. Chủ cơ sở thừa nhận đây là tài sản của khách hàng bị giữ lại do nợ tiền dịch vụ và vụ việc đang được điều tra xử lý. Gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Lợi dụng thực tế này, các đối tượng tội phạm tiếp cận những nạn nhân để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo lần thứ hai đối với họ thông qua thủ đoạn hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo trên mạng xã hội. Điều đáng nói, thủ phạm lại chính là những học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Vụ việc vừa được công an thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đấu tranh triệt phá. 6 đối tượng từ 18 đến 19 tuổi cùng trú tại thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi học được cách thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn lừa lấy lại tiền cho các nạn nhân đã bị lừa đảo, các đối tượng trên đã truy cập tài khoản trên mạng xã hội Facebook, theo dõi các phiên live trực tiếp của các trang Facebook có nội dung lừa đảo, rồi tìm cách liên hệ với người bị hại và nhắn tin cho những người này thông báo họ đã bị lừa. Đồng thời, để tạo niềm tin, các đối tượng còn vờ như mình đã từng là nạn nhân nhưng nhờ người lấy lại được tiền.
Khi người bị hại đồng ý và làm theo sự hướng dẫn, thì các đối tượng đã nhanh chóng chiếm đoạt tiền, đồng thời chặn mọi liên lạc, xóa các tài khoản mạng xã hội cũ, tạo các tài khoản mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Dạ, em dùng một Facebook, em tham gia các nhóm kéo tài xỉu live stream ạ. Tìm các đối tượng bị lừa và em nhắn tin cho họ là bêu mình lấy được số tiền đó. Em yêu cầu họ với dòng tin nhắn là họ chuyển khoản từ 500 đến 1 triệu để lấy phí lấy lại tiền. Dạ, em thấy việc làm của mình là sai trái trước pháp luật ạ. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Gia Nghĩa xác định với thủ đoạn trên, từ tháng 3 cho đến 25 tháng 7 năm 2024, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 721 triệu đồng của 135 bị hại trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các tỉnh thành phố khác trong cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 13 điện thoại di động các loại cùng nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Qua cái vụ việc này thì công an thành phố cũng kiến nghị đến các sở ban ngành có liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông, để mà chỉ đạo cho cán bộ giáo viên các cái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh và đặc biệt trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, để là giáo dục quán triệt đến học sinh trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các cái quy định của pháp luật, đặc biệt nhất đó là không thực hiện sử dụng các mạng máy tính, mạng viễn thông, các thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời cũng kiến nghị Ủy ban dân thành phố Gia Nghĩa tích cực hơn nữa trong việc là huy động các ban ngành đoàn thể phối hợp tích cực với công an thành phố để mạnh tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân không tin, không nghe và không làm theo các cái chỉ dẫn của những người lạ không quen biết, đặc biệt là không cung cấp các cái thông tin cá nhân, các cái mã OTP, tài khoản ngân hàng v.v. cho những người lạ. Nếu như có nghi ngờ thì lập tức phải báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền. Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có hiệu quả, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng, thì mỗi người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội, quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo trên không gian mạng, không chuyển tiền cho các đối tượng để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các trang mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận giải quyết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ và Công an xã Tân Hạnh vừa triệt xóa nhóm đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc trên địa bàn. Trước đó, qua công tác trinh sát, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 1 tháng 8, lực lượng công an kiểm tra khu đất trống nằm ven quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ thì phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng internet và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên tiến hành vây bắt và đã nhanh chóng bắt giữ 14 đối tượng có liên quan. Tang vật gồm một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, 14 điện thoại di động, trong đó có 5 điện thoại phát trực tiếp các trận đá gà từ nước ngoài, 9 xe mô tô cùng số tiền trên người nhóm đối tượng là hơn 25 triệu đồng. Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận có tham gia đánh bạc, số tiền thắng thua sẽ được chuyển khoản ngay khi kết thúc các trận cá cược. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp xác minh làm rõ các đối tượng trong vụ việc lan truyền trên không gian mạng thông tin liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy và lây nhiễm HIV cho nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, gọi tắt là công ty Samsung. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, qua một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook và một nhóm Zalo có tên Giáo án, Nguyễn Hồng Quân sinh năm 1995, trú tại thành phố Thái Nguyên, đang làm việc cho công ty Samsung, thấy hai video có nội dung khiêu dâm đổi trụy, trong đó có thông tin hình ảnh một nữ giới làm việc tại công ty Samsung đã lây nhiễm bệnh HIV cho nhiều người. Qua đó, Quân đã dùng tài khoản nội bộ của công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin hình ảnh chân dung, số điện thoại nhân viên đó, rồi chia sẻ lên nhóm Zalo tên Giáo án hình ảnh và thông tin về cá nhân này. Khoảng 10 phút sau, đối tượng thu hồi hình ảnh. Tuy nhiên, thì hai hình ảnh do Quân chia sẻ đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.
Quá trình mở rộng vụ việc liên quan đến các đối tượng trong nhóm Zalo có tên Giáo Án, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh và làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của các đối tượng gồm Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đức Nam sinh năm 1995 trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công và một cá nhân cùng sinh năm 1995 trú tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Hồ sơ của vụ việc đã được chuyển cho Công an thành phố Phổ Yên để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Phổ Yên điều tra mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông của các đối tượng.